Bà xuống đây bà phục mai ông ôn lại quạt sờ lạnh của làn bà làn hiện đại và giờ tận đặt cái van mà ông bông bà chưa mùi nên làn đấy bà chưa làm xong phì bà ông bông miền club hơi sáp bà có so bà làn bà sát bà phục mai ông bà xong phì bà ông bông bà làn mày bà đôi bông bông một mưa này cái lọc cái liệt mà chung dẫn đấy và mở cái lọc liệt vào chung dẫn mà bông bông là lấy pia so và a e và hà bằng pel sam pel và sạch trường với bà em và ba đấy mây và mở cái lọc liệt tới chân bông bông và hàng khăn ông và cùng bài vốn và son pi và bông bông đấy và làm mây và sơn ông lọc cái liệt ấy mà được bọc màng bốn cái chân và trời ca đặc cái văn và mặc khương đấy mà bông bông và bông bông mơ trẻ sẽ đánh tiết và bàn lọc cái liệt ấy và em và phá lệch bia xó xôn phi và bông bông riêng bà lạ đầy đi giấy bàn đấy mà bông bông bàn đẹp và bông bông mà tao không phải bẻm chạy tích và này khẳng khăn ông khẳng khăn ông xa và đôi bông bông và khẳng khăn ông ấy bông bông với xa và hạp lỏ là không mang bồn và phân biệt và chạy xe xóm rung đấy bà phục mai một bà có mùi con trứng bà này trong kia cái này tôi kia này không một bà lần này phục mai một bà quanh chất ấy rung đoàn mà bà phục mai một bà xôn pi bà vòng bóng xôn pi là lấy pi xó bà có xó đấy bà sạch trông sát bà lọc cái liệt ấy bà vòng bóng bông bông quanh chất và mơ chạy sáng tiết và bông bông á và này còn là chạy mát ở bông hàng tích và bông bông khơi nhá và tạp lô sát và bông bông khơi nhá và sạch tạp lô và sạch tạp lô ém và sạch nông ba đây xạ xì nên em đã có bông mai bốn và sờ lánh quanh chất và ai kho sản xuất bán và cùng ai bốn cho bạn biết được vấn đề bà số mà tốt hơn số chuẩn bị gì vậy.